Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần và như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nóng trong tuần vừa qua dưới những góc nhìn của Chuyển động 24 giờ. Và người sẽ mang tới những góc nhìn đó ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị biên tập viên Việt Hoàng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để bắt đầu thì chúng tôi rất muốn là mời quý vị thư giãn ít phút với nhiều nhất suốt chiều dài lịch sử của chúng ta. Và với những người làm marketing thì đó còn là một chiêu bài rất phổ biến. Ví dụ như thế này: thắng rồi, khui lon, ăn mừng ngay thôi. Xin khuyến cáo là tôi vừa đọc đúng văn bản, đúng chuẩn tiếng Việt và không tự ý thêm bớt. Còn quý vị nào bỗng thấy từ lon chỉ sau một tuần lại trở thành một từ nhạy cảm thì đó là tại liên tưởng của quý vị. Còn với Coca-Cola thì họ đã lại nhận thêm được một bài học về môn tiếng Việt. Đó là từ lon nhất định không được phép đứng cạnh từ Việt Nam. Thêm từ mở hay là khui thì lại càng không. Cục Văn hóa cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung cụm từ mở lon Việt Nam trong sản phẩm quảng cáo của Coca-Cola. Cụm từ này không có thông tin rõ ràng. Nếu đã nói lon thì phải gắn với tên sản phẩm là gì. Việc ngắt chữ lon không gắn với tên sản phẩm hàng hóa sẽ làm cho người tiêu dùng không có được thông tin rõ ràng về sản phẩm. Việc gắn chữ lon như cách của Coca-Cola là phản cảm, thiếu thẩm mỹ vì tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo gắn với các slogan một cách thiếu trang trọng như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng chia sẻ với một số doanh nghiệp nước ngoài khi họ đã vô ý xây dựng một slogan quảng cáo không đảm bảo sự trong sáng trong sử dụng tiếng Việt, chưa tìm hiểu cũng như được tư vấn kỹ càng, phù hợp về từ ngữ, văn phong trong văn hóa Việt. Lỗi của từ lon đó là nó sinh ra đã không có dấu. Và người ta lo sợ nó bị chỉnh sửa rồi suy diễn đến những thứ không hay. Phong ba bão táp đúng là không bằng ngữ pháp tiếng Việt. Có một ranh giới giữa bậy bạ và nghiêm túc. Và nhiều người thì cứ thích mon men ở đó để thỉnh thoảng câu khách. Chuyện này vốn chẳng còn lạ với giới showbiz khi mà gần đây người ta thích đặt những cái tên khá là kỳ quặc cho ca khúc của mình, như là xếp hình, như cái lò hay là như lời đồn. Xin lỗi khi về lý thì khó có thể nói là họ sai, vì chả ai bắt lỗi cái trí tưởng tượng cả. Chỉ có điều là với một ông lớn tầm cỡ thế giới như là Coca-Cola, có thâm niên hơn ai hết về làm marketing, thì việc đứng vào thứ ranh giới đó có lẽ là không nên. Còn với Cục Văn hóa cơ sở thì chắc là họ cũng không ngờ được rằng là quyết định của mình lại bị dư luận lôi ra bàn tán nhiều đến thế, trở thành chủ đề cho một loạt các loạt ảnh châm biếm của báo chí và mạng xã hội, khiến cho sắc đỏ của Coca-Cola và cả từ lon bỗng tràn ngập cộng đồng mạng mấy ngày đầu tuần. Có lẽ thay vì dùng 3 văn bản hành chính để gửi đến các đơn vị truyền thông để yêu cầu ngừng quảng cáo của Coca-Cola, nếu mà khéo léo hơn, Cục Văn hóa cơ sở chỉ cần làm việc nội bộ với Coca-Cola là đã có thể giải quyết được vấn đề trong êm thấm. Với những phản ứng của cộng đồng thì cũng dễ hiểu là tại sao Coca-Cola trong trường hợp này không cần thanh minh gì cả, mà nghiêm chỉnh chấp hành. Đơn giản là cái tên của họ lần này đã quá lan tỏa rồi. Quay lại với từ khóa chính của chúng ta. Nếu như Coca-Cola vẫn còn may mắn khi chiêu marketing dựa trên tinh thần dân tộc chưa đến mức là đi quá giới hạn, thì một ông lớn khác trong tuần qua lại đến khổ vì phản ứng đòi tẩy chay của một bộ phận người tiêu dùng, cũng vì cái cớ là tinh thần dân tộc. Chắc quý vị cũng đoán được đó là câu chuyện nào. Trên các trang mạng xã hội những giờ qua đã xuất hiện những lời kêu gọi người Việt tẩy chay Big C nếu doanh nghiệp này từ chối nhập hàng dệt may của Việt Nam. Phía các chuyên gia cũng bày tỏ thái độ quan ngại nếu để Big C thực hiện điều này rất dễ tạo ra tiền lệ, khiến cho hàng loạt các sản phẩm Việt Nam khác trong siêu thị do nước ngoài sở hữu từng bước bị đẩy ra ngoài, nhường chỗ cho các sản phẩm ngoại nhập. Đây là một cái hành động quá là đột ngột và rất là thô bạo đối với các doanh nghiệp trong nước của chúng ta. Nhà cung cấp đang bị yếu thế, hết hợp đồng rồi. Các cái điều khoản giữa hai bên đang thỏa thuận và chưa có đi đến một cái kết luận gì. Nhà nước cũng nên ban hành ra một số cái quy định trong cái trường hợp mà hãng bán lẻ vô Việt Nam, người ta có xu hướng là người ta từ chối những cái đơn hàng sản xuất từ những cái doanh nghiệp của trong nước của mình, thì mình cũng nên ban hành những cái quy định
là mình phải, thí dụ như là siêu thị mà nhận hàng hay là đưa hàng vô thì phải công khai tiêu chí đó, và đảm bảo là khi mà hàng hóa mà đưa vô siêu thị đó là nó không có một cái sự phân biệt đối xử ở đây. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến của người tiêu dùng cho rằng hàng may mặc bán tại Bixi chất lượng không cao, mẫu mã không hấp dẫn, và việc dừng nhập hàng của Central Group là có thể hiểu được. Sự việc của Bixi với các doanh nghiệp Việt cung cấp hàng may mặc tạm thời đã được giải quyết khi mà nhà phân phối này hứa là từ tuần tới sẽ nhập lại hàng của 50 đơn vị. Nhưng xin lưu ý, đó là được giải quyết khi có sự can thiệp của Bộ Công Thương và sức ép của một bộ phận dư luận, chứ không hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường. Và như trong chùm phỏng vấn ở trên quý vị vừa xem thì cũng đủ hiểu là chúng ta không thể trách lý đối với Bixi trong câu chuyện này. Bởi nếu họ sai, họ phá hợp đồng, chứng minh được họ phân biệt đối xử thì hãy kiện họ đi. Cầu cứu cộng đồng và thậm chí là còn muốn có cả cơ chế riêng của nhà nước liệu có thực sự hợp lý? Họ hoàn toàn có quyền chứ. Tại vì là họ là cái người đầu tư vào cái cơ sở đó và họ chọn sản phẩm gì, đấy là việc của họ. Đấy là và nó kết quả kinh doanh là họ nhận được. Sẽ là thắng hay thua hay tốt hay xấu. Và họ phải chịu trách nhiệm với cái việc đó của họ. Cho nên là họ phải có cái quyền đó, chứ không thể ép họ làm thế này thế kia. Đấy, cái đấy là điều chắc chắn là như vậy. Họ là người hiểu thị trường nhất. Và vì thế họ sẽ bán cái quyết định bán cái hàng hóa nào mà để họ được có lợi, mà đồng thời tức là cũng có lợi cho người tiêu dùng của Việt Nam. Thì đầu tiên tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải xác định là như vậy đã. Thế còn họ không thể duy trì bán một cái mặt hàng ví dụ của người Việt Nam, bởi vì họ đã cam kết là như thế. Thế nhưng mà cuối cùng là ra người chính người Việt Nam không mua. Thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề như vậy thì họ cũng không sống được. Không có người tiêu dùng nào đi mua lòng tự hào dân tộc để sử dụng hàng ngày. Bởi tinh thần dân tộc nó là động lực chứ không phải là tấm lá chắn. Và thứ tinh thần ấy phải xuất phát từ chính các doanh nghiệp. Nhưng muốn để người tiêu dùng yêu thì trước hết phải khiến họ tin cái đã. Cái cách mà chúng ta vẫn đang bối rối với khái niệm thế nào là made in Việt Nam với hàng nội địa thì chỉ cho thấy rằng niềm tin đang phải dựa vào cách ghi nhãn mác chứ không phải là nhờ thương hiệu hay là chất lượng của sản phẩm. Và cũng đừng quên là tuần vừa rồi chúng ta vừa chính thức ký hiệp định EVFTA, nghĩa là người tiêu dùng sẽ còn nhiều lựa chọn hơn nữa trong tương lai với các mặt hàng đến từ châu Âu. Một lần nữa, phải khẳng định rằng khi muốn kêu gọi tinh thần dân tộc cũng cần đúng cách và đủ thuyết phục. Không thể cứ hét lên rằng hãy trao cho anh được, trừ khi bạn có một lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành đến mức sẵn sàng bỏ cả việc rồi huy động hàng chục máy tính hay là hàng trăm điện thoại để cày view suốt ngày đêm cho MV của bạn trên YouTube, để rồi sẽ thiết lập mọi thứ kỷ lục tầm cỡ thế giới, có thể đem ra tự hào với bạn bè quốc tế. Và nếu có ai trách đó là gian lận, đó là view ảo, là chưa tương xứng với chất lượng của sản phẩm thì cũng không quan trọng, vì đã là fan thì cứ hãy trao cho anh là được. Và nếu bạn thực sự là người có tinh thần dân tộc, nhất là với bạn bè quốc tế muốn chứng minh điều đó, thì yên tâm đi là sẽ còn rất nhiều việc để chúng ta có thể chứng minh. Báo cáo mới công bố đầu tuần này của Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ gợi ý được cho bạn một vài điều. Theo khảo sát vừa được Ngân hàng Thế giới công bố trong tuần qua, hơn 24%, tức là gần 1/4 số khách du lịch được khảo sát, có ấn tượng xấu về lừa đảo hàng hóa dịch vụ khi đến Việt Nam. Số lượng du khách gặp vấn đề với người bán hàng thì cũng tương đương. So với khảo sát của năm 2013, những con số này cũng đã giảm khoảng 7-8%, song vẫn còn ở mức cao. Tuy nhiên, ấn tượng xấu về giao thông Việt Nam lại đi ngược với xu thế trên. Khảo sát của năm 2013 cho thấy, có tới hơn 39% số du khách nước ngoài đánh giá giao thông Việt Nam thiếu an toàn. Sau 4 năm, tăng cùng xu hướng với số lượng hạ tầng giao thông, lượng khách không hài lòng giao thông Việt Nam cũng tăng thêm hơn 3,6%, đạt mức 42,7%. Một trong những yếu tố làm xấu hình ảnh của Việt Nam chính là thói quen xả rác bừa bãi. Dù có xu hướng giảm nhẹ, song ấn tượng không tốt về tình trạng xả rác bừa bãi của người Việt trong mắt du khách vẫn còn cao. Xin cảm ơn anh Việt Hoàng với những thông tin và phân tích vừa rồi.